Chào cả nhà. Lâu lắm rồi à, bây giờ mới làm vlog bằng điện thoại. Ôi, thực ra thì cũng không định làm đâu, nhưng mà vì các bạn yêu cầu nhiều quá, thành ra là thôi hôm nay thì cũng cố gắng vậy. Thôi thì thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn thì hôm nay mình xin phép chia sẻ một chút liên quan đến Thái Sung, một tài năng mà phải nói là cực kỳ gây tranh cãi, trong một cái cố gắng là góp một cái nhìn để cho mọi người có thể nhìn nhận một cách chính xác hơn, khách quan hơn. Để có mặt được ở Aspire Qatar thì Thái Sung của chúng ta đã phải vượt qua hơn 30.000 ứng viên. Và một khi vượt qua một số lượng ứng viên lớn như thế thì đương nhiên là Thái Sung là phải là cầu thủ có tài rồi. Đúng. Và bởi vì nếu không có tài thì làm sao mà em lại được tạo cơ hội đi thi đấu khắp cả châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, gặp toàn những ngôi sao thượng hạng cỡ như Ronaldo, Messi, Frank Ribery hay là Michael Ballack. Rất nhiều những chuyên gia săn đầu người đã giới thiệu Thái Sung cho những câu lạc bộ lớn, và thậm chí là Sporting Lisbon cũng đã mời anh sang Bồ Đào Nha thi đấu. Nhưng mà có một sự thật đáng buồn là ở SHB Đà Nẵng thì Thái Sung chỉ đóng vai trò là dự bị. Và chúng ta biết là từ U17 đến U19, U21 thì tất cả các lứa đấy thì Thái Sung đều không được đánh giá cao. Và thậm chí là để cứu vãn cho sự nghiệp của mình thì Thái Sung thậm chí là phải đề xuất để xin sang đá cho đội hạng nhì Kon Tum. Hay là ngay ở giải U21 quốc tế báo thanh niên vừa rồi thì Thái Sung của chúng ta cũng chỉ đóng vai trò là người xách nước bổ cam thôi, làm bạn thân của băng ghế dự bị. Thực sự là khiến cho rất nhiều người cảm thấy xót xa cho một tài năng. Về lý thì đương nhiên là với một cầu thủ giỏi như thế thì không ai dạy gì mà loại em ra, bởi vì cái sức mạnh của em ấy, đóng góp của em đấy cũng là cái chất lượng, là cái đẳng cấp của thầy. Và tôi biết là năm 2013 thì bản thân huấn luyện viên Lê Đình Đức cũng đã muốn đôn Thái Sung lên cùng với Đặng Anh Tuấn là đội trưởng của đội U17 giành chức vô địch quốc gia mấy năm liên tiếp. Nhưng mà thực tế ra thì khi mà nói chuyện rồi khi mà sát hạch thì thấy là Thái Sung vẫn chưa hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và huấn luyện viên Lê Đình Đức lúc đó thì đã nói rằng là cần cho Thái Sung thêm thời gian, và các huấn luyện viên ở tuyến trẻ cần phải đào tạo Thái Sung một cách bài bản hơn. Trong bất cứ cuộc thi tìm kiếm tài năng nào thì bao giờ cũng thấy ban tổ chức người ta luôn luôn đưa ra một cái hệ thống các tiêu chí để đánh giá, và phần lớn là đánh giá về kỹ thuật cá nhân. Ở đây chúng ta nói là nó cứ gần giống như kiểu là biểu diễn. Trong khi đó, nếu mà để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì người ta phải là một cầu thủ cực giỏi trong cái chuyện là tranh chấp tay đôi, rồi những cái yếu tố liên quan đến đối kháng trực tiếp. Nói một cách nôm na để chúng ta dễ hiểu là nhà vô địch tuyệt đối về tâng bóng nghệ thuật thì có rất ít khả năng để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Yếu tố đầu tiên mà Thái Sung cần phải cải thiện đó chính là tốc độ. Bởi vì là Thái Sung không có tốc độ, cho nên là cái nhược điểm thứ nhất nó sinh ra cái nhược điểm thứ hai. Tức là em thường xuyên cầm bóng, dê bóng đột phá qua người. Và nói một cách mạnh mẽ hơn thì cái lối chơi thiên về dê dắt, thiên về cá nhân của Thái Sung đã làm chậm đi nhịp độ của trận đấu. Và đó không phải là cái xu hướng của bóng đá hiện đại. Và tất cả những huấn luyện viên bây giờ thì gần như là đánh giá đó là một cái điểm trừ. Một điểm trừ rất lớn, và có thể nói là một cái yếu tố mà đẩy Thái Sung ra khỏi mọi kế hoạch của các huấn luyện viên. Thái Sung thì không phải là một người mà có lợi thế về mặt thể hình, cho nên là để tạo ra cái vũ khí cho mình thì ngoài cái tính khéo léo, ngoài tính đột biến, thì một trong những điều mà Thái Sung rất cần phải cải thiện đó là vấn đề về mặt thể lực. Bởi vì chúng ta biết là trên thế giới có rất nhiều những siêu sao người ta không cao lắm, nhưng cái sức mạnh của người ta thì lại rất là lớn. Chúng ta có thể kể ra những người như Carlos Tevez, như Kun Aguero, và thậm chí là kể cả Messi vĩ đại như vậy, họ không phải là cầu thủ to cao, nhưng quả thật là họ là một cầu thủ đầy sức mạnh, và đặc biệt là cái sức mạnh của họ nằm ở sự lắt léo. Như Thái Sung nói là Thái Sung mong muốn là có một huấn luyện viên hiểu mình, có một tập thể hoàn hảo mà đó có thể hỗ trợ tốt cho anh, bởi vì đây đều là những cái vấn đề liên quan đến khách quan. Và có một cái mà Thái Sung có thể điều chỉnh ngay là điều chỉnh chính bản thân mình, điều chỉnh cái lối chơi của mình làm sao hợp với cái xu thế bóng đá mới. Điều chỉnh bản thân mình để làm sao cho phù hợp với lối chơi, và đặc biệt là phù hợp với triết lý của huấn luyện viên. Thì như vậy thì khả năng được trọng dụng của Thái Sung là cao hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng ở đây là ngay cả các thầy ở Đà Nẵng, và đặc biệt là những cái người thầy mà đang trực tiếp huấn luyện Thái Sung, các thầy cũng phải có trách nhiệm, các thầy cũng cần phải xây dựng cho em một cái giáo án để làm sao em có thể hòa nhập được với đội của mình. Hay là nói chính xác hơn là cải thiện cho em về những cái tố chất, về cái sức mạnh, kể cả về mặt tư duy chiến thuật. Và vào thời điểm này thì cái điều quan trọng nhất chính là cái vấn đề về mặt tâm lý.
các thầy luôn luôn ở bên cạnh em và cố gắng là chia sẻ với em, bởi vì chúng ta biết là cái đoạn hẫng về mặt tâm lý của Thái Sung đang là rất lớn, đang là một cầu thủ được đánh giá rất cao với lò đào tạo của Aspire, được thi đấu khắp năm châu, gặp gỡ rất nhiều những ngôi sao và xây một cái giấc mộng là thi đấu ở châu Âu. Nhưng cuối cùng thì về, anh làm dự bị ở đội U17, U19, U21, sau đó là bị huấn luyện viên Lê Đình Đức thải hồi không cho lên đội 1 và chạy tuột một phát từ châu Âu xuống đội hạng nhì Kon Tum. Cho nên là cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, thành bại là tại chính cái thời điểm này. Và cái điều đầu tiên chúng ta cần phải cải thiện cho Thái Sung chính là vấn đề về tâm lý, trước khi em có thêm những cái ý chí để tập luyện. Mới có 20 tuổi thôi và Thái Sung còn rất trẻ, em còn rất nhiều thời gian để có thể thay đổi bản thân, nâng cao cái đẳng cấp của mình. Và các huấn luyện viên cũng đã đến lúc phải sắn tay một cách mạnh mẽ hơn để có thể trang bị cho em những cái vũ khí để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và với các cổ động viên chúng ta thì một công việc yêu thích của chúng ta là chờ đợi và hy vọng là một lúc nào đó chúng ta sẽ được chứng kiến một Thái Sung tả sung hữu đột trên sân cỏ. Và ở đó thì những cái bước chạy của em nó hội tụ đầy đủ những yếu tố sức mạnh, sự lắt léo và tốc độ. Bên cạnh đó thì cũng là một Thái Sung chơi rất là đồng đội, khả năng phối hợp với những người chơi xung quanh em cũng rất là tốt để đóng góp một phần cho sự phát triển của bóng đá Đà Nẵng cũng như là của bóng đá Việt Nam. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.